Tiếp tục bản tin là thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Gia Lai. Sáng nay ngày 22 tháng 12, Đại hội Phật giáo huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại Chùa Mỹ Thạch, văn phòng Ban trị sự. Những năm qua, Phật giáo huyện không ngừng phát triển và từ 3 tự viện, nay đã có 9 tự viện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng Phật tử, trong đó có Phật tử người dân tộc. Ngoài ra, công tác từ thiện xã hội cũng là điểm sáng với số tiền gần 15 tỷ đồng. Tại đây, Đại hội đã thống nhất suy cử 18 thành viên tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới. Đại đức Thích Quảng Phước tái đắc cử trưởng Ban trị sự. Kính thưa quý vị đại biểu,
quý nam nữ Phật tử hiện diện trong hội nghị trực tuyến sáng hôm nay. Hơn 2.000 năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa ngày nay, Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của tăng ni, cư sĩ Phật tử, các tổ chức giáo hội, tổ chức hội và các hệ phái Phật giáo trong Phật giáo. Là chủ thể kế thừa lịch sử hàng năm của Phật giáo Việt Nam. Lý tưởng giáo hội hòa chúng, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật nhằm phục vụ dân tộc, tổ quốc và nhân loại chúng sinh là tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành giáo pháp, giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Sê cũng đồng hành trên ý nghĩa ấy, trải qua 4 nhiệm kỳ với nhiều thành tích hoạt động Phật sự, nhằm tổng kết đánh giá lại những hoạt động của nhiệm kỳ thứ 2016-2020 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ năm 2021-2026. Sáng hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Sê long trọng tổ chức hội nghị trực tuyến kính bạch Chư Tôn Thiện Đức. Kính thưa quý vị khách quý, đó là lý do của hội nghị hôm nay. Quang lâm chứng minh hội nghị trực tuyến, chúng con xin được kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tử Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Chúng con xin được kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Tấn Mạng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Quang Phúc, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh Gia Lai. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Đạo Hiệu Thích Quảng Phước, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Sê, Trưởng Ban tổ chức hội nghị. Chúng con xin được kính giới thiệu Chư Tôn Thiện Đức, thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, Chư Tôn Thiện Đức, thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Sê. Quý vị thành viên Ban Trị sự xin được trân trọng giới thiệu chung. Về phía quý lãnh đạo các cấp chính quyền, sáng hôm nay tại văn phòng Phật giáo huyện Chư Sê được trân trọng đón tiếp, chúc mừng cũng như đồng tham dự trong hội nghị. Xin được giới thiệu sáng hôm nay ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã có mặt hiện diện tại văn phòng Phật giáo huyện Chư Sê để chúc mừng hội nghị. Về phía quý lãnh đạo các cấp huyện Chư Sê, xin được giới thiệu ông Dương Thành Mẫn, Ủy viên Thường ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê. Xin được trân trọng giới thiệu.
Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng đại biểu Phật giáo huyện Chư Sê nhiệm kỳ năm 2021-2026. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức chủ tọa đoàn, chư tôn đức trụ trì các tự viện tịnh xá trong địa bàn huyện Chư Sê. Kính thưa lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp và phòng nội vụ huyện Chư Sê. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chấp thuận của Ban trị sự Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê về việc tổ chức hội nghị ra mắt Ban trị sự Phật giáo huyện Chư Sê nhiệm kỳ năm 2021-2026. Hôm nay, hòa trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử Đại hội Quốc hội thứ 15 và Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều rất vui mừng hơn nữa là toàn thể nhân dân cán bộ huyện Chư Sê, trong đó có những người con Phật, trong thời gian qua đã cùng chung tay đồng lòng vượt qua 4 đợt dịch Covid-19. Nay đã và đang có cuộc hoạt động cuộc sống trở lại bình thường, đó là nhờ sự lãnh đạo sâu sắc của các cấp đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của mặt trận đoàn thể các cấp, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an từ huyện xuống xã và cán bộ nhân dân các dân tộc trong huyện đã vào cuộc hưởng ứng tích cực phòng chống dịch, trong đó có đồng bào Phật tử của chúng ta. Với những niềm hân hoan đó,
Trước hết, cho phép chúng tôi thay mặt toàn chủ tọa hội nghị xin kính gửi đến chư tôn giáo phận chứng minh, chư tôn đức lãnh đạo các cấp ủy chính quyền mặt trận, quý vị quan khách cùng nam nữ phật tử về hội nghị với lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Sự có mặt của quý vị đại biểu lãnh đạo các cấp đã nói lên sự quan tâm sâu sắc đối với Phật giáo và sự gắn bó thân tình giữa đạo và đời để phục vụ đạo pháp và dân tộc nhằm nuôi còn hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Với tinh thần từ bi trí tuệ vô ngã vị tha đã làm nên đạo Phật, do đó tuyên truyền về Việt Nam Phật giáo sớm hòa nhập vào nếp sống tâm tư tình cảm của con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến của dân tộc. Đạo Phật Việt Nam đã có một nửa chặng đường hòa nhập và góp phần xây dựng bồi đắp lòng yêu nước thương nội, giữ gìn cùng phong mỹ tục và truyền thống đạo đức cho từng gia đình và cộng đồng xã hội. Bởi tình gắn bó và hòa nhập ấy nên mọi sự chuyển mình của Phật giáo cũng đặt nền tảng cơ sở văn hóa dân tộc Việt Nam. Thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là liên tục điều đặn và khả quan, đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của tăng ni Phật tử để góp phần bảo vệ và bảo sát văn hóa dân tộc, bảo vệ uy tín của giáo hội. Do đó, Phật giáo Việt Nam không ngừng nâng cao, tạo ảnh hưởng đối với Phật tử Việt Nam, khẳng định vị thế trong lòng dân tộc, cùng tiến bước trong sự nghiệp vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh. Phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định là đúng đắn và được phát huy sâu rộng trong các chương trình Phật sự của các cấp giáo hội khắp mọi miền tổ quốc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, chư toàn thể hội nghị. Là một viên gạch hồng trong ngôi nhà đại đoàn kết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Điện Chư Sê luôn thể hiện vai trò đoàn kết gắn bó với những viên gạch khác đã xây dựng hoàn thiện ngôi nhà đạo pháp và dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ qua 2016-2021, với sự đồng tâm hợp lực của Ban trị sự Phật giáo Điện Chư Sê, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các cơ quan lãnh đạo quyền mặt trận và các cùng sự nỗ lực chung sức chung lòng của toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử trong huyện với tinh thần phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiều công tác và sự quan trọng. Trong bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ sẽ được trình bày cụ thể hơn để đánh dấu sự trưởng thành của Phật giáo hiện nhà, góp phần cùng Phật giáo toàn tỉnh Gia Lai và cả nước làm xương minh chánh pháp, đem đạo vào đời và làm tốt đẹp cuộc đời, xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày càng phát triển tốt đẹp và vững mạnh. Phương hướng trong nhiệm kỳ năm 2021-2026 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Điện Chư Sê là tiếp tục phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, hòa hợp đoàn kết nội bộ, cùng tổ chức cơ sở quan tâm đến đời sống tu học hành đạo của chư tăng ni với tinh thần tôn kính giới luật, trang nghiêm tự thân để làm trang nghiêm giáo hội. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Dưới ánh sáng oai linh giáo hội của ba ngôi tam bảo, liệt vị của tổ sư, của chư vị tiền nhân khai sáng dân tộc và đạo pháp, với tâm nguyện thượng cầu hạ hóa, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, để báo đáp và ân đức trong tinh thần ý nghĩa đó, thay mặt bọn chủ tọa, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc hội nghị ra mắt Ban trị sự Phật giáo Điện Chư Sê nhiệm kỳ năm 2021-2026. Kính chúc toàn thể quý vị con khỏe tâm an, kính chúc hội nghị thành tựu viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Nam mô Quan Thế Âm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sáng hôm nay, trong trời pháp đề và bà hội nghị Phật giáo Việt Nam mở đầu bằng những văn khai mạc của đại đức được ban trị sự Phật giáo Việt Nam ban tổ chức buổi lễ. Chúng con xin trường kính kính chào đại đức và kính nhân chương trình tỉnh Gia Lai đã chúc mừng. Em đại diện của những người có liên quan đến đây. Bây giờ trong tình hình dịch bệnh như thế này thì ban tôn giáo xuống thì cũng dự lễ được, bởi vì có còn cái lễ Noel để đi thăm các sứ. Thì cũng thay mặt
sau cái nhiệm kỳ sau là chúng ta thông thả, chúng ta phải như thế này đấy, rồi các cái hoạt động tôn giáo của ban trị sự đấy là các hoạt động tôn giáo chung nói chung của Phật giáo của chúng ta ở nhà khi chúng ta về đi vào thế ổn định ở trong cái gì nữa. Thưa anh em, đó là chúng ta nói thì có còn thời gian đó, còn tri ân chúa thầy trưởng ban, rồi tri ân toàn thể các dân ở trong cái địa bàn của TC. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì nó rất là phức tạp, nhưng mà cũng như cái sự hỗ trợ của các anh em, hỗ trợ các mạnh thường quân, rồi là cái sự nhiệt tâm nhiệt tình của thầy trưởng ban TC, cho nên cái việc hỗ trợ cho phòng chống dịch Covid-19 nó rất là lớn. Thì cũng báo luôn đó là ban tôn giáo cũng đang đề nghị ủy ban nhân tỉnh có cái sự khen thưởng đối với lại toàn thể các thân nhân, rồi là ban trị sự Phật giáo huyện Quy Tê, rồi là các thầy trị thầy trưởng ban ở đây để cũng báo thêm như vậy. Thế còn đó là cái đề nghị thì người ta đề nghị bên đó cũng đang đợi duyệt để báo thêm như vậy. Tôi xin phép các anh chị em rồi cả nhà các thầy, tôi phải đi ra, chạy đi công chuyện. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tôi xin được thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật tử nhiệm kỳ 4 2016-2021 và chương trình hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ 5 2021-2026. Hòa chung không khí trang nghiêm và hòa hợp, đoàn kết hoan hỷ thắm tình đạo vị của hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Chư Sê lần thứ 5 2021-2026. Thay mặt thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Chư Sê,
tôi xin phép được báo cáo đơn vị hành chính của tỉnh Gia Lai được thành lập theo quyết định 34/HĐ-VT ngày 17/8/1981 của Hội đồng Bộ trưởng với tổng diện tích tự nhiên là 643 km², dân tổng dân số trong toàn huyện có trên 110.300 có 3 dân tộc chính là Kinh, Gia Lai, Ba Na. Phân nhánh thành 14 xã, 1 thị trấn, nhân dân các dân tộc trong huyện vốn có truyền thống yêu nước, đoàn kết. Danh sách dự kiến nhân sự của Ban trị sự Phật giáo huyện Chư Sê nhiệm kỳ năm 2021-2026. Chúng con xin được thông qua danh sách thường trực của Ban trị sự Phật giáo huyện Chư Sê nhiệm kỳ năm 2021-2026. Thank you.